Good morning, Tri Lim xin thân chào tất cả các bạn thân mến. Hôm nay Tri Lim giới thiệu với các bạn một cái phong cảnh của thành phố Melbourne, dòng sông Maribyrnong và săn đua ngựa Leamington, Melbourne, Australia. Các bạn thân mến, ở Melbourne là một trong những cái thành phố mà dòng sông rất là hiếm, do đó người ta bảo vệ môi trường rất sạch sẽ. Đây là dòng sông Maribyrnong bên cạnh thành phố Melbourne, và xa kia các bạn thấy là trường đại học VUT. Dòng sông này bắt nguồn từ ở miền Tây Melbourne và xuyên qua thành phố Maribyrnong. Ở đây chung quanh dòng sông, dọc theo hai bên đường có những cái con đường tập thể dục, chạy bộ hoặc đặt xe đạp mỗi buổi sáng hoặc buổi chiều hay những ngày nghỉ lễ, rất là tuyệt vời các bạn. Các bạn thấy hai bên dòng sông là có những con đường để đi chạy bộ hoặc tập thể dục, không khí rất trong lành và mát các bạn ạ. Bên kia đồi thì các bạn thấy là dãy nhà ở gần đại học VUT, và bên cạnh đó là những cái dãy nhà rất là tiềm năng và giá trị. Và kế tiếp dòng sông các bạn thấy là một cái công viên cây xanh ở thành phố Melbourne. Công viên này là rất là rộng, thuộc cái thành phố Maribyrnong. Hàng năm những cái lễ hội của người Việt chúng ta như là Tết Nguyên Đán thì thường thường tổ chức được ở những cái ở trung tâm này. Kia đó là những cái trung tâm thị tứ của thành phố Maribyrnong, tập trung những cái nhà cao tầng ở đó, những building và có những cái căn hộ vừa mới xây. Các bạn thấy những căn hộ ở đó mới xây rất là hiện đại và rất gần ở trung tâm thành phố Melbourne. Bên dòng sông này các bạn nhìn thấy xa kia là thành phố Melbourne đang sừng sững trước mắt chúng ta. Bên cạnh dòng sông này đi thẳng xuống về thành phố Melbourne. Các bạn thấy bên kia đường của dòng sông, người ta buổi sáng cũng chạy bộ tập thể dục rất là nhiều. Nói chung dòng sông này là người Úc rất quý, bởi vì môi trường dòng sông ở Melbourne nói riêng và Úc dòng sông rất ít các bạn ạ. Ở đây thì người ta cũng có những cái buổi chèo thuyền, thể dục thể thao bằng phương pháp chèo thuyền đó các bạn ạ. Thành ra là thỉnh thoảng ở đây cũng có những cái đội chèo thuyền ở đây dòng sông Maribyrnong. Các bạn thấy là dòng sông Maribyrnong này thì nó ở phía tây cửa ngõ thành phố Melbourne, nhưng mà rất là tiện lợi. Các bạn thấy người Úc đang đạp xe đạp tập thể dục buổi sáng đó các bạn. Tiện lợi là cho cái việc môi trường sinh thái được hài hòa và rất thuận lợi cho những cái việc thư giãn sau những ngày giờ làm việc. Người ta có thể đi bộ quanh dòng sông và người ta có thể có một cái phương pháp giải trí ở đây, tức là câu cá trên dòng sông này. Thật ra câu cá chỉ là hình thức giải trí các bạn ạ, bởi vì ở Úc khi câu cá thì cái tiêu chuẩn một con cá mà mình muốn bắt được thì trung bình dài một gang tay thì chúng ta mới được bắt những con cá đó. Và những con cá mà nó ngắn hơn một gang tay cơ bản là vậy thì chúng ta phải thả lại dưới dòng sông và chúng ta không được bắt những con cá đó. Đôi khi nếu mà chúng ta vô tình cầm nhầm những con cá dưới kích thước thì cái đội bảo vệ người ta nhìn thấy và sẽ bị phạt ngay. Đó là cái điều rất là nghiêm ngặt về câu cá, cũng có cái luật của câu cá các bạn ơi. Bên cạnh một dòng sông và ngay trung tâm thành phố Maribyrnong
cách thành phố Melbourne chừng 5 km các bạn. Các bạn nhìn xa kia là trung tâm thành phố Melbourne hiện ra trước mặt các bạn. Thì những cái căn hộ ở đây nhà đầu tư người ta đánh giá đúng mức, tức là gần thành phố, sinh viên du học, đi du học, học đi từ đây đến trường đại học ở dưới thành phố Melbourne, rất nhiều phương tiện giao thông, xe lửa, xe tram, và kể cả xe buýt nữa, rất thuận lợi. Bên cạnh đó thì ở những căn hộ này thì gần chợ Phút Rài, do đó các bạn có thể đi bộ xuống chợ shop mua rất đầy đủ các cái thực phẩm của người Á Châu chúng ta. Dòng sông Marimion này thì là một cái dòng sông mà tiểu bang Victoria này là rất là có những chương trình gọi là bảo vệ rất là bài bản. Các bạn thấy hai bên bờ kè là những cái đá tảng, người ta sẽ làm dựng rất là công phu và chu đáo. Và trên mặt hồ không hề có những cái bịch ni lông hay là rác rưởi trôi lên mặt sông các bạn nhé. Thì đó là cái vấn đề môi trường của Úc ra rất là nghiêm ngặt. Dòng sông Marimino này thì bên cạnh còn cái trường đua ngựa Plemington, Victoria, Melbourne. Các bạn thấy xa kia là các bạn đang tập thể dục chạy bộ, đang tập thể dục chạy bộ. Các bạn nhìn thấy là cái dòng sông này bên cạnh những cái dãy nhà nhìn ra sông rất là đẹp mắt, và người Úc gọi là những cái view. Thì những khu nhà này, ở khu này thì nói chung nhà rất đắt các bạn ạ, trung bình từ 1,2 triệu đến 2 triệu một căn ở trong những cái khu vực này, vì nó rất nhiều phương tiện tiện ích gần trung tâm thành phố, phương tiện di chuyển, chợ, phương tiện motion tập thể dục buổi sáng rất là tuyệt vời. Các bạn nhìn tổng quan bên kia là trên đồi nhìn xuống dòng sông, thì cái quang cảnh rất là đẹp, người ta rất là thích thú ở những cái nơi này các bạn ạ. Các bạn nhìn thấy tổng thể của một dòng sông Marimion bên cạnh của thành phố Marimion của cái tiểu bang Victoria. Và đây là một cái con đường trước mắt các bạn á, xe đang chạy là cái con đường chính đi vô trung tâm thương mại của người Việt ở Phút Rài đó các bạn. Đó là con đường chính đi vô trung tâm thương mại. Ở Melbourne, chính quyền thành phố đặt ra cái chỉ tiêu là rất là hài hòa về môi trường thiên nhiên và cái sinh hoạt hiện đại của một cái thành phố phát triển. Các bạn thấy nơi nào cũng có những hàng cây xanh rất là cao và tạo nhiều bóng mát, làm cho cái môi trường sinh thái rất là thuận lợi. Các bạn thấy và dưới dòng sông này có một cái chiếc tàu đạp tập thể dục đó các bạn. Có một người người ta thích đạp tập thể dục trên tàu ở dưới dòng sông đấy. Các bạn thấy rất là vui. Các bạn nhìn thấy tổng quan bên kia là những cái dãy building mới xây rất hiện đại và gần trung tâm thành phố. Và trước mặt các bạn là một cái cầu. Cái cầu này tên là cái cầu Phút Rài ở Marimion. Thì vì cái thành phố Phút Rài trung tâm thương mại Phút Rài nó thuộc cái thành phố Marimion ở đây.
các bạn thấy rằng là một cái dòng sông rất là hiền hòa và rất là trong lành, không khí thoáng mát. Người ta rất là quý trọng để tập thể dục, hít được cái không khí trong lành. Và cái điều dân Úc ở đây người ta rất là thích thú đó các bạn. Dòng sông này thì người ta có những cái huấn luyện viên để tập chèo thuyền đó các bạn. Hàng tuần vào thứ bảy thì có những cái đội chèo thuyền ở trên sông này, và người ta sẽ huấn luyện cách chèo thuyền trên dòng sông, rất là vui. Chúng ta phải vô cái hội chèo thuyền ở dòng sông này đăng ký thì chúng ta sẽ có vô trong cái đội chèo thuyền để tập thể dục đó các bạn ạ. Các bạn thấy trên xa kia là những cái trung tâm gần thương mại và những cái dãy building cao, và ở đây là những cái nơi rất thuận lợi cho các bạn du học sinh du học ở, và các bạn trẻ ở Úc người ta thích mua những căn hộ như thế này. Các bạn thấy trước mặt đây là cái cầu này nối liền bắc ngang qua dòng sông. Vào những cái thời cao điểm thì những cái lễ hội lớn đua ngựa ở đây thì khu vực này rất là đông đông ngặt, rất các bạn ạ. Do đó lưu thông qua cầu này những cái mùa thời điểm mà lễ hội thì rất là rất là đông người. Và nơi đây cũng là một cái nơi bắn pháo hoa hàng năm của một cái góc thành phố Melbourne. Bắn pháo hoa đó các bạn. Do đó những cái thời điểm bắn pháo hoa đón giao thừa năm mới thì ở đây cũng là một trong những cái nơi mà bắn pháo hoa. Các bạn thấy người Úc người ta dắt chó đi dạo rất là dễ thương. Người ta rất là thích thú cái cảnh này, rất là tuyệt vời. Các bạn Úc người ta còn dắt những con chó này đi dắt những con chó này đi tập thể dục luôn đó các bạn. Giới thiệu các bạn để dòng sông này tức là mang cái tính cách gọi là thiên nhiên của người Úc. Các bạn thấy những cái người Úc này người ta cũng lái xe ra đây, người ta thư giãn bằng cách là câu cá đó các bạn, câu cá cho vui để giải trí. Người ta lái xe ra đây, người lớn tuổi người già câu cá. Các bạn thân mến, đây là một cái cầu nối liền giữa cái trung tâm thương mại Phút Rầy qua cái dòng sông này, là một cái cầu để vào trung tâm thành phố Melbourne. Các bạn thân mến, trước mắt các bạn đây là cái sân đua ngựa của thành phố Melbourne Victoria. Sân đua ngựa này tên gọi là Leamington. Leamington ở địa phương Leamington, đây là sân đua ngựa. Sân đua ngựa này rất rộng, một trong những sân đua ngựa rất lớn ở nước Úc đó các bạn ạ. Hàng năm đến ngày thứ ba đầu tháng của tháng 11 thì ở đây có cái tổ chức một cái lễ hội gọi là Melbourne Cup, là đua ngựa. Ngựa ở đây tất cả các nước trên thế giới có thể gỡ về thi đua ngựa ở đây. Và cái đường đua ngựa ở khu này, đường đua là 3.200 m. Sau khi con ngựa nào được thắng thì giải nhất được khoảng 3,5 triệu đô la. Và ngày đua ngựa này người ta gọi là Melbourne Cup. Các bạn thân mến, trong cái lễ hội đua ngựa này thì còn có ra là lễ hội thời trang. Bởi vì nếu mà đến cái ngày mà đua ngựa ở đây thì chúng ta được thấy những là nam thanh nữ tú mặc những bộ đồ trang phục rất sặc sỡ và rất thời trang để đến đây dự lễ đua ngựa và thưởng thức món rượu vang của Úc và những món barbecue. Người ta xem cái đua ngựa là một cái lễ hội rất lớn của thành phố Melbourne. Do đó thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria đã chọn ngày đua ngựa là một cái ngày nghỉ toàn thể cho cán bộ công nhân viên.
là một ngày nghỉ lễ lễ đua ngựa đó các bạn, rất là quy mô. Và bên cạnh và cái trường đua ngựa Bloemfontein này, các bạn thấy đó là dòng sông Maribyrnong. Các bạn thấy là cái gọi là thiên nhiên ra hữu tình đó các bạn ạ. Bên dòng sông Maribyrnong rất là uốn khúc, thanh bình và môi trường thân thiện, tập thể dục hàng ngày. Và đồng thời ở đây chúng ta thấy rằng có một cái trường đua ngựa. Trường đua ngựa này thuộc cái tầm cỡ lớn nhất ở nước Úc các bạn nhé. Hôm nay thì cái khung cảnh này thì tổng thể của một cái trường đua ngựa thôi. Chứ còn nếu mà đúng lễ hội đến đây thì chúng ta coi như không có lối chen chân đi vào đó các bạn. Và chúng ta phải chờ đợi xếp hàng rất nhiều. Và đặc biệt mùa lễ hội đua ngựa ở đây thì có cái đặc điểm là người ta trồng bông hồng rất là nhiều, rực rỡ luôn đó các bạn. Các bạn thấy sân đua ngựa Bloemfontein là một cái đua ngựa là một cái nét văn hóa truyền thống của Melbourne nói riêng và nước Úc nói chung. Và thậm chí tất cả các nhà nuôi ngựa trên thế giới đến mùa đua ngựa thì người ta cũng gửi ngựa về đây để mà thi đua đó các bạn. Bên cạnh đó là những cái building cao tầng cao ngất. Và trên cái này là cầu Maribyrnong, cầu Phút Rầy xe đang chạy. Và kế tiếp đây cũng là những cái building rất là cao các bạn nhé. Building rất là cao. Nói đến Melbourne là một cái thành phố mà người ta rất là cho là thân thiện môi trường, hài hòa. Và cái hai nữa là giá cả sinh hoạt ở thành phố này cũng tương đối không cao lắm. Và cái thứ ba nữa là trường thành phố Melbourne có đầy đủ tất cả các cái dịch vụ như về các trường đại học rất nổi tiếng, rất tất cả các cái công ty thương mại thế giới đầu tư về đây rất là nhiều. Và các bạn nhìn tổng quan lại đi, đó là cái sân đua ngựa của thành phố Melbourne Victoria, tên gọi là Bloemfontein. Tổng quan bất cả thấy cái sân đua ngựa này rất rộng và bao la, bao la các bạn ơi. Và theo kia là một cái dãy nhà building gần trung tâm thành phố. Các nhà đầu tư người ta tính thiết kế rất là khôn ngoan, thì tạo gần gũi tất cả các phương tiện di chuyển, trường đại học, chợ búa, và sinh hoạt tất cả các cái tuyến đường giao thông rất là thuận lợi. Do đó là những căn hộ ở đây bán rất nhanh các bạn. Cái thứ nhất là các bạn trẻ là rất là thích mua, các bạn trẻ là thích mua. Tổng quan các bạn nhìn thấy là cái con sông Maribyrnong bên dòng sông rất là hiền hòa, thân thương, và môi trường thiên nhiên rất là tuyệt vời, hài hòa. Các bạn thấy là những cái hàng rào bằng của cái trường đua ngựa này người ta không xây bằng bê tông, nhưng mà người ta làm bằng đá tảng, kết lại các đá tảng bỏ vào trong những cái thùng khung sắt, và người ta sắp ô vuông khối hình chữ nhật để thành cái hàng rào rất là tuyệt vời các bạn, chứ không phải người ta đúc bằng bê tông. Đó là một trong những cái nét thẩm mỹ cổ xưa. Người ta làm cái hàng rào này bằng đá tảng ghép lại bỏ trong một cái rọ bằng sắt để mà sắp thành hàng rào khối vuông hình chữ nhật, rất là dễ thương các bạn ha. Nó có những cái đây là cái dòng sông hiền hòa quá các bạn ha. Sau kia là trường đại học VUT, người ta gọi là Victoria VUT. Thì từ đây đến đó chừng 10 phút lái xe các bạn.
Nói chung chính quyền thành phố ở địa phương Maribyrnong và cũng như chính quyền thành phố Melbourne rất quan tâm những dòng sông ở Victoria, bởi vì ở Victoria thì các bạn biết rất ít có dòng sông lắm, có 1-2 dòng sông thôi, Yarra River và Maribyrnong thôi. Do đó cái môi trường sinh thái ở những dòng sông này chính quyền rất là bảo quản rất là tốt môi trường thiên nhiên. Các bạn thấy người Úc người ta đạp xe đạp tập thể dục, và bên đây là những cái building cao. Hôm nay Tri Liên giới thiệu với các bạn về dòng sông Maribyrnong và trung tâm đua ngựa của Bloomington, tiểu bang Victoria, thành phố Melbourne, và có nét văn hóa đặc trưng rất là truyền thống của thành phố Melbourne là đua ngựa. Chính quyền thành phố đã đưa cái đua ngựa vô là một cái ngày lễ, của được nghỉ toàn cán bộ công nhân viên viên chức được nghỉ một ngày để đi xem đua ngựa và nghỉ ngơi. Và các bạn thấy rằng đó là một cái điều mà rất là văn hóa, rất văn hóa và truyền thống của người Úc, rất được tôn trọng. Và thậm chí các du khách ở các tiểu bang khác á, người ta vẫn ngày Melbourne Cup, ngày đua ngựa, người ta vẫn về đến đây để người ta đua xem đua ngựa các bạn. Các bạn thấy quang cảnh thành phố Melbourne, khu Bloomington đua ngựa cũng rất là thật là gọi là hài hòa thiên nhiên các bạn ha. Thứ nhất, bên cạnh dòng sông rất là dễ thương và có những cái cơn gió rất mát và dịu, và bên cạnh đó là sân đua ngựa nổi tiếng nhất của thành phố Melbourne và cả nước Úc, có tầm cỡ trên quốc tế luôn các bạn ạ. Sân đua ngựa Melbourne là có cái tầm cỡ đua ngựa của quốc tế luôn á. Các bạn thân mến, đến bây giờ Tri Liên xin thành thật cảm ơn các bạn rất là nhiều đã quan tâm theo dõi những video của Tri Liên. Những video này tính cách đời thường ở Úc và rất mộc mạc chân tình, xin gửi với các bạn, đến các bạn xem như là một cái đi du lịch bỏ túi đến thành phố Melbourne, Australia. Và các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, subscribe và like, giới thiệu bạn bè cho kênh Tri Liên được các bạn biết để đi du lịch các bạn nhé. Lần nữa Tri Liên xin thành thật cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày bình an và hạnh phúc bên người thân của mình. Mong đón nhận với các bạn những ý kiến xây dựng và đóng góp cho Tri Liên. Tri Liên xin chân thành cảm ơn các bạn. From Melbourne, Australia.